là giữa sương, chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chưa qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, vừa vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đem theo cùng hoa vào mùa xuân.